Giải trí miền Tây chào mừng cô chú các anh chị và các bạn đã quay trở lại. Chúc cô chú các anh chị và các bạn xem video vui vẻ, sức khỏe, hạnh phúc và thành công. Buổi chiều ngày hôm nay thứ năm, ngày 19 tháng 9 năm 2024. Giải trí miền Tây cập nhật tình hình giá mít Thái Lan và giá mít Indo ruột đỏ. Giá những ngày hôm nay biến động nhẹ, hôm nay giá có nhích nhẹ. Tình hình mít trong nhà vườn hầu như không còn nhiều, nên giá mít đang rất ổn định. Hầu như giai đoạn này đang thuận lợi, tất cả các kho đang thu mua mạnh nên giá cả tăng hơn. Và trong vườn, mít hiện nay đã cạn nên giá mít hầu như đã tăng hơn. Chúc mừng cô chú anh chị đang trong nhà vườn còn mít, và giá sẽ tăng hơn nữa để bà con đang còn mít trong nhà vườn thu hái cũng như chuẩn bị thu hái có giá. Trong mít Thái Lan cũng như mít Indo ruột đỏ, cô chú các anh chị và các bạn chú trọng vào đi phân đúng kỹ thuật, chăm sóc đúng thời tiết và tình hình bao trái chuẩn để trái to, đẹp, tròn về chất lượng, về trái, mẫu mã đẹp, hình thức bên ngoài bắt mắt và chất lượng bên trong ngon. Phân loại mít được phân loại như sau: mít nhất 9kg trở lên, kem nhì 7kg trở lên, mít kem 3 4kg trở lên. Đó là phân loại mít Thái Lan ở khu vực miền Tây. Thương lái ngoài phân loại mít theo tiêu chuẩn trên còn phân loại theo chất lượng. Trái mít dáng da và chất lượng trái đẹp ngon sẽ cao hơn phân loại mít chợ, mít nhất, mít nhì khác nhau. Sau đây là bản cập nhật cho mít Thái Lan buổi chiều ngày hôm nay có giá như sau. Khu vực miền Tây, Cần Thơ, Vĩnh Long, Hậu Giang, mít kem lớn có giá 34.000 đồng một ký, rất lớn 26.000 đồng một ký. Mít kem nhì có giá 18.000 đồng một ký, kem 3 8.000 đồng một ký. Mít chợ ở khu vực Cần Thơ, Vĩnh Long, Hậu Giang có giá 4.000 đồng một ký. Tiếp theo là tình hình giá mít ở khu vực Đồng Tháp, Long An, An Giang. Mít kem lớn có giá 35.000 đồng một ký, rất lớn 27.000 đồng một ký. Mít kem nhì có giá 19.000 đồng một ký, kem 3 9.000 đồng một ký. Mít chợ ở khu vực Đồng Tháp, Long An, An Giang có giá 5.000 đồng một ký. Tình hình giá mít ở khu vực Tiền Giang, mít kem lớn có giá 38.000 đồng một ký, rất lớn 28.000 đồng một ký. Kem nhì 20.000 đồng một ký, mít kem 3 có giá 10.000 đồng một ký. Mít chợ ở khu vực Tiền Giang có giá 6.000 đồng. Khu vực Tiền Giang giá luôn cao hơn bởi nằm trên trục giao thông trọng yếu, và khu vực Tiền Giang tập trung rất nhiều dựa mít lớn ở đây nên khu vực Tiền Giang giá luôn cao hơn so với những khu vực khác, dễ lưu thông phân tán đi tất cả các nơi thu gom mít cũng như tất cả các nơi dễ tập trung về khu vực Tiền Giang. Tiếp theo là tình hình giá mít ở khu vực miền Đông, Bình Dương, Bình Phước, Đồng Nai, Vũng Tàu. Mít kem lớn có giá 28.000 đồng một ký, kem nhì 15.000 đồng một ký, mít kem 3 có giá 6.000 đồng một ký. Mít chợ ở khu vực miền Đông, Bình Dương, Bình Phước, Đồng Nai, Vũng Tàu có giá 3.000 đồng một ký. Tình hình giá mít ở khu vực Tây Nguyên, mít kem lớn có giá 26.000 đồng một ký, kem nhì 15.000 đồng một ký, mít kem 3 có giá 5.000 đồng một ký. Mít chợ ở khu vực Tây Nguyên có giá 2.000 đồng một ký. Tình hình giá mít ở khu vực Tây Nguyên luôn thấp hơn so với những khu vực khác bởi nơi đây xa những trục lộ chính, xa những dừa mít lớn, nên cô chú các anh chị và các bạn tập trung vào chất lượng, vào mẫu mã hình thức để cân bằng giá với những khu vực khác cũng như nâng cấp giá trị trái mít ở khu vực này. Ngoài tập trung vào trái mít, vấn đề xa hay gần những trục lộ chính, xa hay gần những dừa mít lớn, xa hay gần những trung tâm thành phố rất quan trọng, bởi nếu vườn mít của cô chú các anh chị và các bạn tập trung gần những vựa mít lớn, gần những trục lộ chính, giá thương lái thu mua cao hơn so với những nơi xa. Tình hình thu mua khác nhau 1-2 ngàn, đó là vấn đề vận chuyển của thương lái nên giá mít luôn chênh lệch từng vùng miền khác nhau là như vậy. Tiếp theo, giải trí miền Tây chia sẻ về mít Indo ruột đỏ. Mít Indo ruột đỏ, cô chú các anh chị và các bạn chú trọng vào việc đi phân, bởi nếu cô chú các anh chị và các bạn đi phân không đúng kỹ thuật, trái mít sẽ chua, chất lượng không ngon, bán không được. Chính vì thế, phân của mít Indo ruột đỏ, cô chú các anh chị và các bạn chú trọng vào phân hữu cơ và những loại phân phù hợp để trái mít ngon ngọt.
Vấn đề thụ phấn của trái mít Indo ruột đỏ cũng khá quan trọng, bởi nếu cô chú các anh chị và các bạn để trái ở thời điểm mưa, gió nhiều, thụ phấn kém chất lượng, trái mít nhỏ, không đẹp, méo và chất lượng trái không ngon so với cô chú các anh chị và các bạn để đúng thời điểm trái mít sẽ to, đẹp và bán được giá mít nhất, mít nhì cao hơn so với những loại mít nhỏ hơn bán mít không có giá trị bằng. Tiếp theo đây là bản cập nhật giống mít Indo ruột đỏ buổi chiều ngày hôm nay có giá như sau. Mít Indo ruột đỏ loại nhất 8kg trở lên có giá 60.000 đồng 1kg. Mít loại nhì từ 6 đến 8kg có giá 50.000 đồng 1kg. Mít Indo ruột đỏ loại 3 từ 4 đến 6kg có giá 30.000 đồng 1kg. Mít chợ loại nhất có giá 18 đến 20.000 đồng 1kg. Mít chợ loại nhì có giá 10 đến 11.000 đồng 1kg. Mít loại sơ yếu nứt có giá 4 đến 5.000 đồng 1kg. Vườn mít của chị và các bạn xa hay gần, những trục lộ chính xa hay gần, những vựa mít lớn giá cả khác nhau 1 đến 2.000. Đó là chi phí của các thương lái vận chuyển và chênh lệch cao hay thấp khác nhau. Nếu chăm sóc mít Indo ruột đỏ, cô chú các anh chị và các bạn nên chăm sóc bao trái, những dụng cụ bao trái phù hợp để da mít đẹp và dáng mít to tròn và chất lượng mít cao. Cô chú các anh chị và các bạn bán giá sẽ cao hơn so với những loại mít không đẹp, trái không ngon. Giải trí miền Tây xin nhắc lại, giá mít Indo ruột đỏ loại nhất 8kg trở lên có giá 60.000 đồng 1kg. Mít loại nhì từ 6 đến 8kg có giá 50.000 đồng 1kg. Mít Indo ruột đỏ loại 3 từ 4 đến 6kg có giá 30.000 đồng 1kg. Mít chợ loại nhất có giá 18 đến 20.000 đồng 1kg. Mít chợ loại nhì có giá 10 đến 11.000 đồng 1kg. Mít loại sơ yếu nứt có giá 4 đến 5.000 đồng 1kg. Đây là mít thu mua tại vườn. Ở giai đoạn này mít rớt lứa rất nhiều và mít hầu như đã cạn nên giá có lợi cho bà con, mong rằng trở về với thời điểm giá mít đạt đỉnh 95.000 đồng 1kg, 100.000 đồng 1kg, 115.000 đồng 1kg để cô chú, các anh chị và các bạn, những nhà vườn có được thu nhập, có được lợi nhuận cao hơn để yên tâm sản xuất. Giải trí miền Tây ngoài chia sẻ về mít Thái, mít Indo ruột đỏ còn chia sẻ về giải trí, về nhiều vấn đề ở trang chính. Mời cô chú các anh chị và các bạn trở về trang chính để tìm những video thích hợp theo dõi. Cảm ơn cô chú các anh chị và các bạn đã bỏ thời gian quý báu để xem hết video này. Đừng quên đăng ký, like, chia sẻ và ấn vào cái chuông để cô chú các anh chị và các bạn luôn là người đầu tiên nhận được video sớm nhất mỗi khi giải trí miền Tây phát hành video mới. Xin nói lời chào, hẹn gặp lại video sau. Bye bye.